nhân dân ấy, và toàn dân tham gia. Và nếu mà nói một cách chính xác, công bằng, thì đây là một cái làng chiến đấu. Thậm chí là đậu ban ngày mà. Đậu địa đậu mà đậu ban ngày. Cho nên là dân ở đây là gọi là gần với 100% là họ giống một cách mạng. Một làm theo đảng, theo mặt trận. Không bao giờ ở cai hết. Và bây giờ thì tôi cũng rất là muốn xuống, nhưng mà nghe nói có nước thì bây giờ cũng có hơi ngại. Đi được một đoạn chị ạ. À, đi được một đoạn à? Vâng vâng. Bây giờ tôi sẽ bật cái chế độ. Chị chờ em xuống trước đây. Dạ vâng. Thôi xuống á, chứ tôi sợ quá. Người đâu có vừa đâu. Nhỏ quá. Ai nữa nào? Ai xuống nữa? Xuống em. Không, cái này là đang làm lại cho nên máy mình nắm không chắc, cái nắm ngay luôn cơ. Cái bí này là bước xuống nào đâu bạn. Thôi được rồi. Đó, nhỏ xíu. Đi cái lưng xuống em. Bỏ túi ra đi, bỏ túi ra đi. Chả có cái gì trong này mà. Rồi, gọi kính này nó đi. Quan trọng thế. Cúi. Ừ, con nhờ cách mạng mà sợ đất. Cách mạng nòi mấy đời luôn. Nói chung là dài cả. Tôi quay lại xuống thế thôi. Đừng quay dễ lắm mà. Đồ gối nó cứng hết rồi. Đi thì đi thế thôi. Đi rồi. Đến đấy. Khá là khó khăn đấy các bạn. Đây. Đó là ngày xưa thì một là cái hiểm nguy nó trước mặt, hai nữa là người sao đừng nói chú ý đi, chú ý xuống, người cũng bé bé cho nên là họ mới chui được. Còn tôi thì tuổi cao sức yếu, đầu gối nó cứng, hơi khó khăn. Xuống đến đây thì thấy nó rộng hơn ra. Và bây giờ đi tiếp về phía này hay đi giờ cái này là cái hầm cứu thương ở dưới cái đường này. Ngày xưa nó bằng gấp đầu như thế này. Cho mình xin cái máy. Đi chứ. Vì nghĩ là mấy cô còn vào. Nói gì? Đưa mình đi. Chị Thu ơi. Ơi, mít hả? Và bây giờ tôi đã xuống đến một cái chỗ này, có thể gọi là cái ngay từ cửa hầm xuống thì bạn quay ngược trở ra, đấy chính là địa đạo đây. Và bây giờ thì mùa mưa cho nên là em xuống thử vài bước xem nào. Đấy. Và vâng. Do nó có nước không có nghĩa không, tức là như này tôi hiểu là không phải vì nước không xuống được, mà là vì hiện nay là do có nước người ta để an toàn thì không có điện, cho nên nếu có vào cái hầm ở trong này nó bằng luôn hay là đi trượt xuống anh? À, đi trượt à? Trượt xuống à? Nó sẽ sâu dần xuống. Nhưng mà chỗ này nó dễ tông đầu lắm. Rồi. Rồi xin cảm ơn. Chiều cao của và anh. Ở đây thì tôi với chiều cao 1m58 thì tôi đứng hơi lom khom, cho nên tôi đoán là nó cao khoảng 1m6, 1m5 gì đó. Cái chỗ này được gọi là hầm cứu thương. Những người bị thương thì được đưa vào đây. Và đây. Tôi đi thẳng vào đây là sẽ đến đây là hết rồi. Đây là nó ở bên dưới của cái đình đấy. Đây là họ để em ơi đừng nói chuyện nữa thôi. Ăn tết xong là mình đi từ đây ra ngoài kia là 120 mét, là đây là đều bằng tre nữa hết các bạn. Họ đan phên để cho đất khỏi sụt xuống, kể cả hai bên cũng như là ở trên. Bên dưới này thì bây giờ bằng bê tông, còn không biết ngày xưa là bằng cái gì nhỉ em ơi. Ngày xưa là ở dưới cái này là thứ nhất là ở dưới cái hầm tre, và cái thứ hai nó là dưới tầng đất quánh. Cái nền này cơ mà. Cái này ngày xưa là dưới này là cái nền đất cát, và trên phía trên cái địa đạo là một cái tầng đất quánh. Cái tầng đất cái đất quánh đấy, cái đất quánh đấy là mình đắp nó vào hay là nó có sẵn ở đây? Dạ không, nó có sẵn dưới cái tầng đất cát này. Rồi. Khi mình đào vào cái lớp đất cát này 60 phân là có một cái tầng đất quánh này. Tức là tự nhiên nó như thế? Dạ vâng, cái tầng đất quánh này nó có độ dài 60 phân đến 1 mét kia. Cái đó mình phải đục xuyên xuống rồi bắt đầu mình mới đào cát dưới đó mình làm để đào. Rồi, hiểu rồi. Và như thế là nó cũng đảm bảo một cái độ chắc chắn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ nhất là cái tầng đất quánh, cái thứ hai nó là ở dưới cái hầm tre.
Yeah. Cho nên ở dưới cái hàng tre là tre tre là nó có rễ cây rồi rễ tre rồi cái à. Nó tre chở nó cũng rất cứng. Tức là cái con đường mà bạn đang đứng đấy, nếu như bạn đi xuyên xuống thì nó sẽ đi qua một cái bụi tre à? Yeah, qua hàng tre. Sẽ đi ngang qua các hàng tre. À. Và cái địa đạo vị anh đây đặc biệt là nó đi toàn dưới hàng tre. Ừ. Chiều cao của địa đạo bao nhiêu anh? Chiều cao là 1.2 đến 1.5. Chiều rộng à? Chiều rộng là 0.8 đến 1 mét. Vâng, các bạn thấy không, một chiều cao khiêm tốn và một chiều rộng khiêm tốn, nghĩa là khi đi vào trong này những người lớn sẽ thường phải lom khom. À đúng rồi, còn dạ. Lom khom dạ. Vậy mình tải thương đi qua đường này luôn à? Không, mình ở thương là mình đưa vô cái hầm này, hầm cứu thương này, bởi vì cái vùng này là khi mà bị thương rồi mình đưa về đây mình cứu xong rồi là ban đêm là mình chuyển qua cái quốc lộ 1 mình đưa lên trên. Trong ở dưới địa đạo có thông hơi không em? À, có, ngày xưa là ông bà mình là thông hơi bằng cây tre. À. Mình dùng cây tre mình chẻ hai ra cái mình đọt hết cái ống giữa mình đưa lên giữa cái bụi tre để mình làm một lỗ thông hơi. Ừ. Dạ bà. Rồi lên đi em ơi, lên nó dưới mãi ngục thở đấy. Không, không khí ở dưới này cũng nhẹ không sao, mát nữa. Tức là ở dưới thì không phải là nó có nước đến mức không đi được mà là do không có điện thôi đúng không? Dạ vâng. Tức là vì sợ không an toàn cho nên cắt điện vì trời nó mưa. Bởi vì ở đây vừa rồi là nó mưa bão số 12 đấy. Hiểu cho nên là các cái hệ thống điện dưới này đều cắt đấy. Vâng, như vậy là vì thế tôi mới phải hỏi là thế như ngày xưa nó cũng mưa ngập nước không ở địa đạo thì mình còn cái hầm tránh pháo nữa. Dạ. Bây giờ ta lên nhỉ? Dạ vâng. Gửi cái máy nào thủ trưởng ơi. Ăn thua chỉ nước này nó họ còn dầm mình ngồi đầm cái là thoáng kìa. Thì coi thì còn mới biết chặt. Lên chứ. Họ giữa bữa này là thoáng kìa em à. À anh đừng về làm tự. Anh em sợ anh cầm tay em à. Không có sợ nhưng mà không phải anh sợ. Anh không tự nhiên được. Nước ấy. Chị ơi à, cầm mic rồi mic chị ơi. Cầm tay em được hả? Cầm nó không chắc được. Tức là nó không mình không lựa được ấy, không chắc được. Yes. Yes. Này rộng hơn cái hang đẻ ở trên Púng Bửa. Cái hang tự nhiên ở trên đấy cái miệng người, nó còn bé. Người như mình thì đi thì vừa, nhưng mà người như anh thì đi sẽ hơi khó, người cao to. Rồi, mời đoàn chúng ta sẽ ghé qua cái cửa hầm của ông Tăng và đến cái cửa hầm của Kỳ Sơn. Sau đó mình sẽ đến cái cửa hầm Mường Lạc. Ok. Yeah. Làm nhanh thôi. Dạ. Nếu có thời gian thì đến cái rỗi của tụi sẽ 500 năm hả? À còn đi tỉnh thủy nữa hả? Đi tỉnh thủy là học thảo với em. Nó chọn thế này. Tỉnh thủy anh hùng hơn lần này mà. Thôi nó nhỏ này. Cái đây là cái thôn giải phóng đầu tiên của cái vùng Đông Tâm Kỳ này. À, năm từ năm 61, 62 là các cái đồng chí lãnh đạo bí thư huyện ủy rồi tỉnh ủy cũng về đây để gây dựng cơ sở rồi. Cho nên là sau khi mà ở trên núi tiến về thì lấy cái thôn này là cái thôn bằng đạp đầu tiên giải phóng thôn này, rồi tiếp tục một tuần sau là giải phóng hết cả cái xã Kỳ Anh thôn này. Tức là đang đi là đi trên địa đạo đây các anh chị nha. À. Tức là đi trên nhưng mà địa đạo là nó không phải là nó nằm trên cái đường đây mà nó nằm dưới cái hàng tre. À, dọc cái hàng tre này. Dạ. Hai bên lề này nó tiếp tục nó qua hàng tre này. À, xin giới thiệu với các anh chị là địa đạo Kỳ Anh mình hắn đi dưới hàng tre là hắn có cái đặc biệt lắm. Cái thứ nhất là khi mà xe tăng của địch nó đi còn quét đến là nó không thể đi ngang qua tre được. Cái thứ hai nữa là pháo nó bắn là nó chậm tre nó nổ là cùng đỡ gốc chứ không thể khoan xuống địa đạo này. Và cái thứ ba nữa khi chúng tôi nói khi nãy là cha ông chúng ta mới dùng cái tre này chẻ hai ra cái đồ khách ống giữa ghép lại đưa xuống giữa bụi tre này để lên làm một lỗ thông hơi đấy. À, đây là cái cửa hầm của ông Tăng. Mũi phần nước bây giờ nó giống như cái giếng nước ấy. Dạ vâng. À không phải, cứ ý thôi. Là cái hầm này là ngày xưa là trên này là một cái hầm tránh pháo của ông Tăng. Anh
cho nên là cái hầm này được gọi là cái cửa hầm Ông Tăng. Khi mà bộ đội dân quân du kích mình mà vô cái cửa hầm đánh pháo này xong rồi là mình xuống địa đạo này, và gia đình Ông Tăng mới đem hai cái tấm ván mới đậy lại và trải chiếu nằm trên đó. Có một cái đặc biệt của cái hầm Ông Tăng này là năm 1960, cũng năm 1968 là cũng có một người là thường du kích mà thường ở trong cái nhà này. Sau khi đó là anh này mới chạy qua vùng địch, mới dẫn địch về Chiêu Hời. Dẫn địch về Chiêu Hời là chỉ cái nhà Ông Tăng này là thường nuôi giấu cán bộ du kích trong nhà. Và ngay trong hầm đánh pháo là có cái đường xuống địa đạo. Như thế là địch nó bắt cái gia đình Ông Tăng này ra. Nó đánh đập xong rồi là nó cột mỗi người mở cái dây nó đưa xuống cái hầm này. Bởi vì nó tiêu diệt cả gia đình Ông Tăng và du kích mình dưới này. Nhưng mà khi mà xuống rồi là du kích mình cắt cái dây, đưa gia đình Ông Tăng đi nơi khác. Và mình biết ngách này mình đi ngách khác. Hồi nữa là nhiều dưới này là nhiều ngõ ngách. Cái địch nó bắt đầu nó dùng lựu đạn cay với là nó đánh sập hầm. Cho dưới này nó ung nó chết đấy. Nhưng mà cuối cùng là mình là dưới này mình biết chết mình đi ngách khác. Cho nên mình sẽ cái trận đánh nó an toàn. Cho nên mình để cái chỗ này là mình dùng mưu trí là để là địch nó thất bại đấy. Thì hiện nay là sau Ông Tăng ông đi chiến đấu ông hy sinh rồi, hiện nay là gia đình Ông Tăng là còn lại bà Nguyễn Thị Bông, bà này là bà đứng trong này đây, bà đứng là bà nó là bà Nguyễn Thị Bông là con Ông Tăng là được địch săn sóc là cột cái dây đi xuống cái này để tiêu diệt đấy. Bà này cũng bị hả? Dạ vâng, bà Nguyễn Thị Bông đây vô đây. Dạ. Nó là tên là thằng Cẳng. Cẳng cái tên Chiêu Hời đó, tên đó là tên Cẳng, tên là Cẳng ở cái làng gần đây, ở làng Thái Nam gần làng Thạch Tăng này. Mà hắn đi bộ đội, rồi hắn về lại đây. Hắn về lại đây là hắn ở lại đây. Và đêm đó nó đi Chiêu Hời. Nó Chiêu Hời và nó biết được cái thông tin này. Và nó dẫn lính về cả. Mà nó bao vây cả ngày hôm đó. Đánh cả ngày hôm đó. Mà ở đây thì chết, nhưng mà tại làng của nó chỉ chết nhiều người. Ở đây nó không thể đánh được. Đây, bà này là bà con Ông Tăng được cái là địch cũng săn sóc là cho cái dây vô bụng và đánh đập đưa xuống hầm để tiêu diệt đây. Nhưng mà sau đó là bằng cái cổng của bộ đội du kích mình là đưa cả gia đình Ông Tăng và cái bộ đội chúng ta thoát ra cái chùa khác và chúng ta biết ngách đi. Cho nên là sau này Ông Tăng ông đi chiến đấu hy sinh, còn lại bà con ông đây. Cháu chào bà. Bà ở đây từ sớm giờ hả bà? Bà là bà ở đây chưa anh chị? Là coi như thời kỳ chống Pháp chống Mỹ là ông cha là vị là cỡ vị là giấu hết căn nhà vậy, rồi cho lùm thô thì con lùm đóng theo lời của cha chứ không kể. Hai người em là cũng hy sinh cho cách mạng, giờ còn bé Bà với trời mẹ được anh hùng, còn Bà sống sót lại nhân chứng của mình đây. Khi mà nhà mình bị, bà có nhớ cái hôm ấy không, bà kể lại được không? Nhớ được chứ. Dạ hồi đó là coi như bà coi như hắn thời đó cái thằng du kích thông mà nó đi thường xuyên là ở trong nhà, cái xa khi nó bỏ nó chạy là 30/4 là nó chạy lên, nó đi lên bố với địch rồi gì coi như nó gì nó giết con cậu thế luôn, mẹ phải xuống một nam là mẹ gì trên đó là coi như bác mẹ đưa ra con gà. Còn quay xe xuống đây là đốt cái nhà sang rồi là bác cho con đánh đập cái trục dây xích đột cho xuống đây trước. Để con nhỏ này đụng mẹ nhỏ này để trên xe trên xe. Con cờ trắng tôi đánh đập tôi chữ dạo lắm mà tôi cứ mất thì tôi trừng miệng đụng mơ của tôi không giống hú hứa. Nghĩ là coi như mình nói ra là nắng đồ cái miệng hàm này là anh em mình thi sinh hết tất cả. Ở dưới đó có 30 cán bộ dưới đó với anh em du kích ở dưới đó là coi như mình phải giữ cái thể diện để cho anh em mình có còn sống được người mơ. Với hằng cho ở dưới đó rồi tôi chưa giống luôn chứ hết. Không nói với Trần, xa khi quánh miết bỏ rồi thì nó đụ mẹ con nhỏ này dạy mặt giả cam hay là cam gì đây. Trần nó tự mở cam ra tôi ủ ớ với hằng. Thì xí xó với hằng là chạy rời xa rời là nó bác nó vô cầu cái dây xích luôn nó tặng mấy bọn súng nữa cái là nó đập luôn xuống đây cái rồi nó quăng liệt đạn xuống phá cái miệng cái rồi bỏ thuốc độc xuống đây cái anh em ở dưới nó mở cái dây xích và cầu vô tầng trậu để cho trên này là để cái dẫn đi đường lần lần rồi khi ngờ ngắt gió vậy là tôi nhân chứng sống và tôi còn nhớ hết đầu đuôi đây. Khi đấy bà bao nhiêu tuổi ạ? Hai bà đó vượt được 27 tuổi rồi, hiện bây giờ là bà được 77 tuổi. À, tức là khi đấy là bà đã 27 tuổi, tức là cũng đã là thanh niên trưởng thành rồi. Dạ. Hai người em mà còn đứa đi du kích, đứa đi bộ đội rồi mà còn cái kế thôi.
Còn tôi là thứ tư còn sống đây. Bà ơi, thế thì cái hôm mà nó bắt cả nhà mình ấy thì là nó bắt bao nhiêu người tất cả? Coi như anh em ở dưới đây hồi nếu là mua mua là coi như có hai đợi đi để đi chơi giật cầu giật cống rồi họ cũng gì họ làm hết đây rồi với bộ đội họ gì đây mấy người còn du kích chỗ thì công bộ thông rồi đầy đủ dưới này rồi cái xa khi tạo nghiệp coi như là đến chừng cuối cùng họ rút rời là cây anh em mình cũng ngồi chết rồi cây lên người nội đem cút cho bạn ăn rồi tới nó đứng từ cái hình kinh nghiệt đó là coi như lên từ ông từ khác nhòa đốt tơi tỏa mất không còn vậy thôi đốt hết dạ, nhà đại đốt nhòa vua dốt nhòa trước mới bác cho ý của con muốn hỏi là cái hôm ấy nhà mình bị bao nhiêu người bị bắt và bị buộc dây để thả xuống đây dạ có mình tôi với em giờ còn hai đứa em đứa đi bộ đội đứa đi du kích. Dạ. Tức là có hai cha con ở nhà là bị bắt tất à, còn mẹ hẹn bác đưa ra quân gờ. Mẹ đó là đi về tham công cậu ở Thế Nôm là túi bông mồng một nam là bà chạy lên trên đây bà tham chứ không biết nghĩ là như này là đưa quân gờ để nhờ giết thấy bác hẹn cho con đột trên đây. Thế xong đấy thì mẹ có bị làm sao không ạ? Dạ mẹ mai rồi nó bác thời gian rồi nó cho bà gì dạ. Vâng, cảm ơn bà. Bà ơi, bà tên là gì ạ? Nguyễn Thị Bông, cho là ông Nguyễn Tăng. Dạ. Tôi là vừa con đẻ của cho là coi như tôi công của liệt sĩ đây. Dạ. Mà luồm rồi có công rồi cho cái có công cái rồi thay không có xin công liệt sĩ thay cái mua cùng ké đây. Dạ. Vậy là chơi công liệt sĩ đây. Hiện nay thì cuộc sống của bà thế nào hả bà? Cuộc sống bà hay chơi ăn xin trả hợi với chia có không có lương. Dạ. Có đủ sống không? Chứ cũng thỉnh thoảng bán chi nước mắm rượu rồi chồm với xỉn đấy đó rồi cũng ăn lần theo ngày vậy thôi chứ trời cái làm rụng làm năm thì được đâu nữa. Thế bà có các anh các chị không? Không có ai hết trơn rồi. Ừ. Ở bên mình à? Dạ, ở bên mình đó rồi coi như ở nhà nhỏ nhỏ đấy đó nhà tông đấy chị cũng mưa chục vậy. Cái này là công bạch và cái này là bà thím sắp quá cái nhà đây này cũng nhờ bà thím sắp quá mà trời bà đi về với quê bà là chồng cho ông cháu mất rồi coi như bà không có công bởi vì luôn quê bà trời gần nhà này hiện ai cũng thừa đến nay thế là ở với em thúc quá gần em thúc quá cũng nhờ hắn đa ấn chứ cái chạy ra nhà mình thì hết nhà còn mình hết không bà là cũng không xây dựng gia đình riêng không nghĩ là trái cái chân rồi còn ai mà để mà có chồng có con rồi bảo ai thừa chồng nồ mình chết thì hai chứ còn trời mình vẫn thừa ông bà cho mẹ mình cái là cho nên tôi nghĩ đó mà tôi sống đến hiện nay đây. Bà thấy ngày xưa với bây giờ thì có khác nhau nhiều không bà? Thay khóc nhà, thay sướng hãng với thay đó là cũng được hân hạnh. Cũng đón tin chạy cách mọi. Dạ, ông cha hồi đó là ông thầy chị chồng, ông chết, ông còn nam nên là ông 108 tuổi. Dạ. Mẹ còn nam nên 106 tuổi. Dạ. Thành tôi là thứ tư đây chứ bà chị thứ đầu với thứ ba là cũng chết thôi. Bà chị thứ ba thì chết thì nhỏ. Còn bà chị thứ đầu thì thời kỳ diệm đang bác cho đi Cà Mau đi cho khỏi nước này đất này mà cho hôm nay cái bác bà chị đi vô mùi Cà Mau rồi ráng kén mà chết mất. Dạ. Thì còn nó được hè đi cháu chút nữa thôi. Thế còn nhờ hai người em mà đi bộ đội với đi du kích thì sao? Thì hai đứa em đó là coi như hy sinh, đứa hy sinh cái đình, cái hầm ở gần cái đình đó. Dạ. Mà coi như ba người ở dưới đó, nữ ở đó mà coi như một người chạy lên bốn cái nhà đi thấy Mỹ với lính bỏ chạy, đi lộ cái hầm giết. Đứa em thi nam đi du kích đó. Còn đứa em xích xá thì hắn đi bộ đội, rồi B-12 ở xa rồi về công tốt ở mình rồi hồi nãy gia đình chạy ra ngoài kia cái giết ở trong lượt đây rồi đâu có được là trông cắt đâu cái trời rồi anh em vô kích được họ chấm họ trông cái xa gì họ vào xuống nghĩa trang rồi trời hơi đứa em ở nghĩa trang hết còn qua bà mà ông qua thì ông ở ngoài kia rồi đem gì trông người gần đây để cho thấy mọi cho dễ thấp hơn. Các bạn vừa nghe một nhân chứng lịch sử kể về một giai đoạn và về hoàn cảnh của bà. Có lẽ tôi cũng không kèm theo một lời bình nào.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với UinWin Việt Nam, xã Tam Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Và đây là chúng tôi đang đứng trước một căn hầm bí mật của ông Tân và bây giờ trở thành một di tích lịch sử gọi là hầm ông Tân. Và đây là người con gái duy nhất còn sống sót lại của gia đình ông Tân. Con chào bà. Dạ. Dạ, chúc bà sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Đi đây hả? Cái đây, dạ. Trông kìa. Nhân vật trải nghiệm. Đây là cửa hầm cây dương và các bạn có thể thấy nhân vật trải nghiệm của chúng ta, chị Kim Thu, đã đang tranh thủ để chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Gọi là hầm cây dơm có lẽ là vì nó nằm ở dưới một cái gốc cây dơm. Đây là một cái cây dơm mà đang còn nguyên vẹn. Cây dơm kia thì đang để dành chưa dùng đến. Còn cây dơm này thì tôi đoán ngày xưa nó như thế này và như này thì mới làm hầm được, chứ nó đầy như kia thì. Dạ đúng rồi. Đúng hắn không cũng ạ? Hắn cũng đầy như thế. Cái dạ. Ngày mình rút qua một cái đoạn như thế này. Dạ. Khi mình xuống xong rồi, bộ đội du kích mình xuống xong rồi là những người dân sống hợp pháp này, họ dùng cái này họ đài lại đây và ngụy trang lại đổ rơm lên đây, ngụy trang này lên, tức là quanh cái gốc rơm này là toàn là rơm hết. Dạ. Đây là một cái cách rất là khéo léo, hoàn toàn có thể đánh lừa được. Nhưng nếu như có chiêu hồi hoặc là một cái thông tin nào đó mà họ biết được thì tôi cho rằng rất là nguy hiểm. Có thể là dùng chỉ cần một mồi lửa thôi thì cây rơm này cháy. Và không biết khi cây rơm này cháy thì liệu dưới kia có ảnh hưởng không ạ thưa anh? Xin được giới thiệu là cái địa đạo này là ở dưới đó, là nó có nhiều ngõ ngách. Và trong cái phạm vi người dân họ biết và những người du kích mà vô trách nhiệm mà chỉ biết ở trong cái đường kính trong vòng khoảng cỡ 150 mét trở lại thôi. Nếu mà địch nó lộ, cái gia đình này nó lộ thì nó cũng biết ở trong cái vòng mà 150 mét này. Còn cái địa đạo này đến 32 km. Cho nên anh không thể là đi hết cái địa đạo này được. Đấy. Như vậy là tầm cỡ thì nó... có lẽ là thua địa đạo Cửu Chi, nhưng mà với tư duy của tôi thì cũng quả là quá kinh khủng, 32 km. Ý của tôi vẫn muốn hỏi là nếu như cái cây rơm này mà đốt cháy thì ở bên dưới nó có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì ở dưới đó là mình cũng đã sẵn sàng rồi, cho nên có nhiều ngõ ngách và lúc nào cũng có những cái ngách mà để bịt lại cái ngách này mình đi ngách khác. Dạ. Ở dưới nó sẽ chuẩn bị phòng hết rồi, cho nên ở dưới cái địa đạo này nó rất nhiều ngõ ngách, và nếu cái rơm nó cháy thì nó rụi thì nó cũng nằm ở trên này thôi, chứ không thể ở dưới này là mình biết được. Dạ. Có một bài hát nơi hầm tối là nơi sáng nhất, thì có lẽ là nói về những cái hầm như thế này thưa các bạn, và những cái ngôi hầm, những căn hầm như thế này thì nó hoàn toàn do cái đầu óc sáng tạo và cái bàn tay lao động của nhân dân làm ra nó để bảo vệ mình, bảo vệ du kích, bảo vệ cách mạng. Và nó đã sản sinh ra trong một cái cuộc chiến hết sức khốc liệt, ta địch, địch ta. Và họ đã phải tìm cách để bám trụ lại làng của mình trong chính những cái ngôi hầm này. Không phải chỉ để sống bình yên dưới lòng đất mà để còn lên và tấn công. Và tôi nghĩ rằng là với một cái làng mà những cái ngôi hầm như thế này, những người dân như thế này thì để chiếm được thì quả là rất là khó khăn. Và khắp miền Nam thì dường như đâu đâu cũng gặp những cái ngôi làng như thế này. Có lẽ đó chính là câu trả lời cho kết quả của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và nếu như ai còn nghi ngờ, nhất là đặc biệt tôi xin gửi gắm đến đồng bào miền Bắc, những người còn nghi ngờ, còn cho rằng đó chỉ là những tuyên truyền hiệu ứng, thì xin mời các bạn hãy đến đây, Tam Thạnh, Tam Kỳ, rất gần thành phố Tam Kỳ thôi, đường đi thì cũng rất là gần, ô tô hoàn toàn có thể vào được tới tận chân, tới tận sân đình, và chúng ta đi bộ chỉ mấy bước chân thôi, cả một cái ngôi làng này 32 km địa đạo. Bây giờ thì không còn nguyên nữa, nhưng mà những cái phần còn lại đủ để các bạn có thể trải nghiệm. Xin mời. Rất cảm ơn anh. Anh có thể giới thiệu về mình một chút được không? Dạ, cảm ơn các anh chị. Xin được giới thiệu với các anh chị là tôi là Quỳnh Kim.